Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này mày. Ở lần này là bắt 31 này mà. Khải mong anh em ủng hộ Khải, được cố gắng Khải sẽ đánh tiếp cho anh em xem nha. Và trưa nay thì Khải đánh khoảng 15 con này mày, và tối nay Khải sẽ đánh tiếp tục 60 con. Anh em hôm trước thì vừa đánh 10 con Khải được cái nỏ này anh em đó. Tại nỏ này người ta đang trả giá hơn 10 triệu mà Khải không bán nè. Khải đang cảm giác là đỡ Khải chơi một thời gian là bán được nè. Server này mình không có ngại nè mà. Rồi, nói chung có người đứng sau lưng hỗ trợ nên là mình không cần phải bán nữa nè. Đó. Nó này ở bát 30 rồi nè. Anh em mà họ chưa có xem video bát 30 thì Khải xanh có 10 con à. Đã được cái nó này nè. Và chiều nay Khải sẽ tiếp tục quất 15 con. Và tối Khải sẽ quất 60 con. Và mong cái bát 31 này, 31 này anh em ủng hộ mạnh nha. Anh em ủng hộ mạnh nha. Ok, được Khải thả bó đực này luôn. Thả bó đực này luôn. Cho nó ra cho Khải. Bữa tờ hết vô là lái mình bánh này. Cái bữa tờ hết vô là lái mình bánh này tính sâu nè. Tính là mấy bánh. Đâu ta? Ồ sao nó... Rồi từ nha, con nghe mây, từ. Nghe mây đứng búp dữ quá. Nghe mây đứng lại tí, đúng rồi. Rồi. Ồ, quay mặt vô bức tường đúng không ta? Hay là quay mặt ra bờ sông ta? Nào, đứng im đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, sẽ đốt một thứ yên nè. Này sẽ thả bot, này sẽ bùa. Cái này nghe mi. Rồi, ok. Thả vài bot cho nè. 1, 2, 3. Có được một đánh nhanh lắm. Nói thiệt này, có được một đánh cực kỳ nhanh luôn nha anh em. Ồ anh em mấy hôm cứ thấy Khải không có đường môn á. Đánh hơi lâu rồi có được một đánh nhanh lắm anh em, quá nhanh luôn anh em. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Có được một đang đam đó anh em. Ồ, được một đánh xương lắm. Giải việc nhạc đồ thôi anh em. Rồi ok, cánh mấy người ạ. Cánh cao thu đường môn ấy. Rồi. May mắn. Full may mắn nha anh em. Tại cái đang xanh may mắn sẽ may mắn 12 nha anh em. Đây. Như hôm trước cũng 12 thôi anh em. 3 này. Đó. Khải phụ đang đường môn cho nhanh nè. Anh em coi này. Phụ vô. Cực kỳ nhanh luôn. Lầm đô. Một. Con nào lầm rồi. Ủa con nào lầm rồi ta? À đậu xanh. À con nem gong nem mi rồi, tắt nghe mi đi. Mi lầm đồ này. Rồi ok. À tiếp tục. Rồi quốc hành thổ này nè em ơi. Full may mắn nè, full may mắn nè. Nhưng mà vừa rồi nghe mi lầm cái đai lưng với bao tay cũng chả cái gì nè mà khá là phèn. Đây lên đây cho anh em xem. Lầm đồ. Tại không dám đam anh em, bốt đằng chết không dám đam nữa. Dây chuyền, một dây chuyền nữ này. Một dây chuyền nam này. Trời ơi, lầm tiền. Từ từ bình tĩnh. Nhạc. Vũ khí này. Ngọc bội này. Ngọc bội dây á. Ngọc bội này, dây này, ok. Trời, chị đa quá. Từ từ giao dịch cho con Thí Yên nó thả bot luôn nè em ơi. Thí Yên nó thả bot luôn nè. Giao dịch qua Thí Yên anh em cho đời nó chọc rương quá. Đồ bên này nó bói đồ nè. Đó, cái bát 31 này anh em ủng hộ mạnh này. Tối nay ra khơi tiếp xúc giùm con nữa nè. Chưa bói nha anh em, hiện tại mà chưa bói nha. Khả đang dọn rương đồ rồi ạ. Tại vì ạc này đi sẽ đứng bên ngoài và nhặt rác và gì bán nữa nè. Bắn sốt hoặc là cái nào sinh lượng lực cao thì vứt cho anh em thôi. Chủ yếu sinh lượng lực cao chứ còn ba cái đồ thường bắn sốt hết nè. Rồi vô thả bot ra. Ok cho ta, rồi ok rồi, thả. Ở đủ xanh từ tiền, thiếu tiền. Giúp cho tiền nào. Tí nữa bem tiếp tục ba con bot giống như nữ thần mùng 8 tháng 3 nè. Giống như nữ thần luôn, đúng rồi, có đánh ba con nữ thần nữa nha. Khải đánh bằng nữ thần nữa nha em. Giống như nữ thần thôi nhưng mà cái tên nó là gì, tem cần chiến xưa mừng 5 năm gì đó nè. Rồi. Vô bùa.
Vô buồn á, nói chung đường môn phụ đánh nhanh lắm, nhanh lắm luôn em, rất nhanh luôn em, đường môn phụ đánh nhanh lắm. Thay đổi đường môn phụ nè, cực kỳ nhanh luôn. Anh em thấy lên đàm như hai máy bay ok thấy chưa? Anh em thấy đánh boss chưa? Quá nhanh. Ok boss nè em ơi, đợi cho đánh đi. Gì đây? Đục không kháng cả nè em ơi. Trời, hai gia truyền thổ có gì luôn. Ba truyền thổ không kháng cả kìa. Đồ gì vậy, không có gì luôn. Ngọc bồi ra cũng độc. Nón ra cũng độc. Ok, sốt cả nè mà không có gì luôn nè. Không có gì luôn nè. Ok, khả gì khả sốt quá nè. Bắt đầu tàu lao rồi. Thở lực số. Cây vũ khí kiếm cấp 10 anh em, chắc anh em cần nha. Ngọc bồi. Ôi được ngọc bồi kháng bệnh thời gian động 20. Giá trị kháng 19. Trời ơi, tổng suy đa thôi em ơi. Tổng 3 đồ giá tẩu thôi. Số số. Để mua ít thân hành phù à. Rồi, tiếp tục ra nhiệt độ nè. Đó, tiếp ra nhiệt độ thôi. Này có một đường môn phụ đánh nhanh lắm, cực kỳ nhanh luôn nè. 60 con hoặc là 15, 20 con này cả đánh rực rẹt luôn nè. Ừ, nhiệt độ. Cho nó chất con này. Nhiệt độ. Ok, full độ nè. Phụ thêm phát rồi, phụ thêm phát rồi. Đó nè, đường môn dùng cái 30k liền, thấy chưa? Nên thấy khắc sự khắc bọt chưa? Đường môn phụ gái đánh 30k liền. Không dám đánh nữa luôn nè. Ui, đù, con này nhiều rồi ấy. Nhạc. Từ cho nghe mưa nhạc tí đến sâu nè. Cho nghe mưa nhạc tí đến sâu nha nè. Ui cha, nhận như chuyện các kiểu luôn. Nhạc cái ạ, cho nghe mưa nhạc hết rồi ạ. Rồi ok, bói cái rương này rồi tiếp tục giao dịch nghe mưa tiếp nha nè. Rồi con này thì cứ tiếp tục thả bó thôi. Con này đang đứng không thì cứ tiếp tục thả bó thôi. Con nghe mưa mới nhạc một đống đồ rồi nè em ơi. Gì ạ? Về thành đánh ngôi này thì về thành mới bói được nè. Áo số may mắn 2, trời ơi. Đôi giày 22, 107 cũng được. Áo số đây lưng sức lực số. Đầu hai cái ngọc bội may mắn 2 luôn kìa. Một cái dây chìm, một cái ngọc bội. Được, hợp lý. Đậu xe mang hợp lý luôn nè. Rồi hai cái may mắn rồi nè. Ừ, hai cái may mắn hai hết, cho xe thiếu lầm mang hợp lý. Rồi, thì coi nè. Khải cắt ba cái đồ vô tí nữa, khải bó cho anh em xem tiếp nha. Đôi giày này. Ngọc bội này. Cái kiếm, ai lấy kiếm sát thương không anh em? Đồ cấp 10 luôn, ngày 10 kiếm cầm đánh được này anh em, sát thương 8-8% sinh lực nữa này. Rồi, mấy cái giá trị khải. Mở mấy cái mẹ tiêu thuốc đồ cho mình, tí tính nè. Rồi, lên nhiệt độ. 24 mấy mấy người em ơi. Nói anh em chứ đồ xin đồ nhiều lắm anh em ơi. Thằng này cho xin đồ là hết người này xin người khác xin nên khải cho trong bang thôi anh em ơi. Khải cho đồ trong bang thôi anh em ơi, chứ không có cho tầm bậy nữa anh em ơi. Xin lượng lực khải cho trong bang thôi anh em ơi. Không biết anh em là ai, hồi trước khải cũng cho nhiều lắm. Nhưng mà cho rồi là người này xin người khác xin nữa nè. Nên là nó mất hay nè. Đông quá là không thể sinh được. Cần đồ gì? Như ạc lúc nãy ngủ ca cần đồ gì? Khải có, khải vứt ra luôn nè. Đó. Tiếp tục vô bua. Trời ơi, nhẫn trang bị các kiểu này nè. Lậm độ. Ủa gia chiền. Gia chiền đâu? Qua lậm gia chiền anh em ơi. Đó. Rồi ok. Giao dịch của nghe mây này, con nghe mây xem có được đồ gì này. Nghe mây coi có được đồ gì này. Nghe mây lúc này một full một rương đồ luôn nha nam. Đây, giờ mới bắt đầu bói đồ nghe mây với lại một rương đồ mới nhận nữa này. Rồi ok, nghe mây bỏ ra gì đây. Nhận kháng băng thì giống độc. Dây chuyền kháng băng giống độc. Trời ơi, dây chuyền thì giống độc không kháng cả luôn, hai dây chuyền thổ. Đại lưng 120. Ngọc bội kháng băng shop luôn. Bao tay thân pháp shop luôn. Ngọc bội kháng băng 15 shop luôn, tất cả shop. Bên nghe mây không được món nào ngon luôn nè. Rồi tiếp tục ạch chính này. Trời đánh khá là nhanh luôn nè em ơi. Vô bùa đánh nhanh vậy đấy. Tiếp tục nhạc phát này nữa thì bó nha nè. Nhanh lắm em ơi, 15 con cả đánh được rẹn em. Chưa đầy 5 phút luôn nè. Nhanh gọn luôn nè. Thả tiếp nè.
Vô, vô. Dây chuyền, ngọc bội. Chủ nhật anh em ơi. Trưa nay Khải sang 15 con thôi nha anh em. À, gì vậy nè? Gì nó được gì không? Gì bói anh em ơi, gì bói anh em ơi. Sinh lực lực này. Đó, cái này cho xe anh em. Khăn lôi 4. Trời ơi. Chốt luôn 4 dòng, 5 dòng. Có gì sinh lực lực nữa. Khăn lôi 5. Chốt. Sinh lực lực. Không có gì luôn. Khăn lôi 20. Trời ơi. Giá chiền sinh lực 139. Một dòng 1. Đỡ lại cho 3 anh em. Đủ thiệt nhiều trong 3. Không có giá chiền luôn anh em. Thảm nhìn thảm gần gốm luôn anh em. Họ ra đoán cái vũ khí anh em ơi. Mới có thấy cái vũ khí. Không thể bó được anh em. Thấy cái vũ khí này mời. Rồi ok. Chết chết bố chết bố chết bố chết bố chết. Ôi trời. Chẳng em mới nhặt đồ. Chẳng em mới nhặt đồ đó anh em ơi. Chẳng em mới nhặt đồ tí tính tiếp đây. Lụm đồ ngày mới ơi. Lụm đồ ngày mới ơi. Dây chuyền các kiểu 2-3 cây vũ khí luôn nè. Rồi ra nhặt đồ bên kia đã. Trời đồ rất quá trời luôn. Lụm tô lụm đồ. Ở ngoài này là không có bói kiểu kia được nè. Nên là phải nhặt từng món nè. Rồi về bán shop nồi này nọ. Nó mất rất chi là mất thời gian luôn. Đồ rớt kìa. Như này. Bà cái nón cái đồ dày. Thảm rồi. Áo. Nón. Rồi ok. Bót hết cái rương này tính nha nè. Rồi hết hết bót rồi nha nè em ơi. 15 con xong sạch sẽ rồi nè. Gì đây, gì đây, một cái bóng, một cái đôi giày nè, đôi giày đó, đôi giày này cho xe được này, thấy chưa, tóc 30, khắc độc bằng sắt các kiểu rồi nè, đó cho xe cho bang này, được này, tóc 30 này, giới chuyện mấy hai lúc này rồi, ngày bói mấy hai lúc này rồi, nhận khắc lâu 20 lúc này, nó, nón kim, cùi quá, nón kim cùi quá, áo, khắc bằng số. Số. Khăn lôi 20. Cái này cho xe mang được anh em. Cái này cho xe mang được anh em ơi. Bằng tay. Số. Ngọc bội thông banh. Thông banh số. Đã lưng chậm 20. Cái này cho xe anh em trong bang mang được nè. Dây chiền. Cái trong đọc sinh lực lượng có gì luôn. Nhận thông banh. Chung là không được gì luôn em cái bóng. Ôi trời cái bóng. Cái bóng cùi anh em ơi. Đủ sân. Bóng sát thương có 19 nè. Bóng sát thương 19 thôi nè. Đủ đúng một cây hậu kim mà một cái sát thương 19 thôi. Rồi tiếp tục nè anh em. Khải sẽ bói tiếp tục. Nghe mây lấy đồ nghe mây cho anh em xem. Nghe mây đăng gì nè. Rồi đăng nghe mây giao dịch đồ thôi nha. Đăng nghe mây giao dịch đồ thì có gì hot không nha anh em. Giao dịch ba cái đồ phèn lại cho nó nè. Rồi còn nghe mây cuối cùng rồi. Sang tiếp tục bang boss kia. Áo, trời áo khăn băng xốp này, nón xốp này, vũ khí, khí này càng lại xốp nữa, cái vũ khí thổ nè, xốp, dây chuyền xốp luôn, ngọc bội này cũng xốp luôn, ôi toàn rác thôi em ơi, ngọc bội này càng xốp nữa, không có gì luôn, rồi dây chuyền này xốp luôn nha anh em, thân phạt 8, dây chuyền này cho xe được này. 15-30 thì giống độc này. Đó, dây chuyền này cho xe anh em bang mang. Tại vì trong bang mình nhiều đồ anh em không có đồ luôn anh em. Không có đồ luôn anh em. Dây chuyền này xốp. Ngọc bội này có thể cho xe mang này, sinh lực lực này. Đó. Không bang chúng độc. Ngọc bội này cũng rác anh em, toàn rác thôi anh em ơi. Tất cả những trang bị này thì con cái mỹ vừa đưa qua toàn rác thôi. Chỉ được một hai món đỡ xe xài thôi. Ok, giữ lại gia truyền này, còn lại shop hết anh em ơi. Rồi, đã shop luôn đây. Đỡ ngày 10 shop đây, cũng cần đường qua đâu nè. Một cây vũ khí nữa, cây vũ khí như quần luôn nè. Cây vũ khí này. Cây vũ khí không banh 15, không có gì. Gia truyền mọc ngày 10 khải sai rồi, một điếu ơi. Hiện tại ngày 10 khải không có gia truyền này, một điếu. Đó, gia truyền mọc nè. 13, khá là cùi. Hãy vứt gia truyền này cho xe nha nè. Gì nào? Đây 20 này. Cho xe này. Giờ 13 kia vứt cho con nghe mấy trưởng. Rồi.
chung là bên ngày mới cũng không có đồ gì luôn em ơi. Thùng cùi, số. Được một ít dây chuyền nhẫn đồ sinh lực động lực á cho xe anh em mang thôi. Còn lại đa số cùi không à. Rồi, trong này cũng bán shop luôn em ơi, cùi không à. Shop này. Cái bóng này không biết xe nào mang không, chắc anh em trong bang có xe sẽ xài được cái bóng này. Dây chuyền này cũng có thể xài, dây chuyền này shop. Rồi đợi đợi làm gia tẩu này. Ngọc bội này gia tẩu luôn. Những này sinh lực lực cùi dữ ta, thằng banh ok anh em, sinh lực khá là cùi. Khá là cùi. Gia tẩu. Nói chung là đồ gia tẩu nhiều nè. Rồi được vài món thôi. Đây. Một cây bóng cho xe này. Đây một cái bóng cho xe này. Rồi, một dây chuyền bánh 2 này. Cho xe mang đi chan luôn. Một ngọc bội bánh 2 dùng 1 cho xe đi chan luôn. Đó. Một đôi giày cho xe ban. Đánh lưng cũng vậy. Chung là còn sốt thôi nè mà. Một nhẫn là kháng lôi 20. Rồi còn ngày 10 mình có cái nhẫn này kháng lôi đẹp chưa. Có một cái này. Bước ra đừng bước cho con ngày 10 kia đi. Mình đánh hai con ngày 10 lần rồi nè. Hai ngày 10 kia nó sẽ xài hai cái nhẫn. Một cái gia truyền này. Rồi ok. Chung thì lần này thì xanh 15 con cảm giác không có gì cả anh em ơi. Nói chung là sắp mặt. Chung là sắp mặt anh em. Được hai món này thì không biết được bao nhiêu nhưng mà cho xe mang rồi bán thì không được. Không bán không được. Còn sớm 10 cái tối nay anh em. Hiện tại Khải chỉ được mua 15 cái thôi anh em ơi. Khải chỉ được mua 15 cái thôi anh em ơi. Nhưng là còn một cái cuối đậu xanh là Khải thêm cái cuối nữa nè. Còn một cái cuối mình thấy đang giữ này. Rồi, tiếp tục. Làm 25 dạng này tiếp tục nè. Còn cái cuối này mày. Cái cuối, cái cuối. Một cái cuối cùng. Ghé ơi, lên trên kia còn thằng nào đứng không em? Vô 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 ạc đi, vô ạc đi. Thả tiếp ba con kia đánh cho hết luôn nè. Rồi con cuối cùng. Nãy đem là 15 con mà đánh mới 14 rồi nè. Còn một con nữa. Rồi giật. Thổ. Thổ kiếm cái chuyền thổ nào. Thổ nhưng mà đường môn nó phụ đánh nhanh lắm anh em ơi, cực kỳ nhanh luôn nè. Vài chục ca là bình thường nè. Lên đam vật rẹt luôn. Đây nếu anh em mà có xem cái bát 30 trước thì đây nọ siêu phẩm rồi nè. Cũng tại vị trí này. Cũng tại vị trí này mà Khả đã ra cái nọ siêu phẩm rồi nè. Đó. Đó. Được nọ siêu phẩm rồi nè. Rồi ngừng. Nhận kháng băng 23, đỡ em đi anh Khả, tôi đợi dùm cuối. Ok, tôi đợi dùm cuối lái ông em, anh gì anh đợi cho anh em châm xu lái xài em. Những này thì lái kháng băng là em phải gì vậy? Thiên băng là xài được này, thiên băng là xài được ấy. Thiên băng là đi lần đó xài được ấy. Ủa sao nó đứng đam rồi anh em? Áo rồi. Đứng đam rồi. Lánh đem dùm xu lái xài nè em ơi. 23-20 em ơi. Này thiên bang xài được nè. Còn thâu anh đỡ thiếu lâm xe anh mang thôi. Tầm này thiếu lâm chưa có đồ. Rồi chết con cuối cùng. Toàn ba cái đồ sinh lực lực cho xe thôi anh em. Tối nay còn sống 10 cái nữa nha anh em. Tối nay còn sống 10 cái nữa nha mọi người. Tối nay Khải sẽ bêm tiếp tục sớm 10 cái. Chiều nay Khải sẽ đi mua 15 cái thôi nè. Khải sẽ đi mua 15 cái thôi nè em ơi. Và ba con boss tem Vertiser. Cái gì vậy? Công thành chiến, công thành chiến. Hello bên Vũ nha. Đây sẽ đồ Khải mới rồi nè em ơi. Sẽ bộ đường môn mới rồi nè em ơi. Nón kim, vũ khí kim 20-31 và 94. Nhân viên kháng cả 13. Áo 40-15. Thổ mà ra. Trời ơi. Chán đời bà Nam. Thổ ra hai cây vũ khí à, nhỏ chưa? Trời ơi. Má thổ ra hai cây vũ khí trời. Chết tôi rồi. Thắng băng 23. Hợp lý, hợp lý. Dòng đọc 40. À, cái này à, cái này mà thấy là ngon rồi nè. Đọc 40, thắng băng 16. Lý nha. Hai cây vũ khí khá là ok. Còn thiếu lâm.
Ok, là Khải vứt đồ tí nữa Khải cho xe nè em ơi. Má, hai cây vũ khí. Cái này mà chúng hợp thủy là có tiền rồi nè. Cái này mà chúng hợp thủy là bèo lắm, phải mười mấy kim rồi nè. Sao ao ra vô lại khó dữ ta. Rồi anh em chờ đợi một chút, Khải sẽ đúc đồ một cái rồi chúng ta đi tiếp tục bèm ba con boss kia nha nè. Ba boss tiểu nè. Rồi vô, tiếp tục làm vài lần bài boss Temptator. Rồi nè. Thôi xong, đậu xanh má con ngày 19 luôn. Ok, đánh được em ơi. Đánh tốt, đánh tốt. Để giết hàng này lên. Trời, có được môn đánh này nhanh lắm, nhanh kinh hồn luôn nha. Thái lên đam ông ghẹ chưa có bùa ấy. Chưa có bùa, đậu xanh nhìn kia. Gơ vãi đái, rồi vô bùa này, vô bùa này, vô bùa này, vô bùa này. Rồi đánh đây, rẹt luôn. Rồi, 570k kìa. Vô bà tơ nè, ghẹ, vô bà tơ thiên là cắn mày mắn này. Cắn mày vui với con này, may mắn hay không, nó cũng như vậy anh em ơi. Thằng đâm độc mà quên thằng đó nó đứng đứng sẵn sàng. Thằng đường, thằng boss nó quấn như ai. Ôi, sao con boss nó cứ quấn ngày mây mình vậy ta. À, do nãy ngày mây quấn tay sao á, nãy ngày mây quấn tay sao á. Giờ mắt bó ra chắc rồi, nghe không phải là ra cung hồi, trước kia là mọc rồi nạ to đâu. Ừ. Đây mọc rồi, xử lý rồi đấy. Đang này gần chết ngừng này. Rồi ngừng đam rồi ấy. Vô bà tơ. Rồi mày bắn này. Rồi full bắn rồi ấy. Đừng ngừng đam rồi ấy. Trời ơi, có gì không? Đứng im đó, đứng im đó, cứ từ từ xem hết đã. Giờ mà ra là chết đấy. Chết nhanh giờ mà. Trời lần đàm kinh chưa nè. Thả nhạc đi em ơi. Trời ơi. Đồ đây. Rồi đứng nhạc đi rồi giao dịch trong năm động quốc tiếp tuần mới nè. Thiệt là hắn. Nhạc hết. Nhạc tất cả cho xong nhạc cái vậy. Đồ nhanh. Nhạc của đó. Bao nhiêu tâm kinh phi phong. Đồ không có gì cả. Giao dịch năm động thả tiếp nữa nè. Giao dịch năm động thả tiếp nữa mà đánh rất là nhanh. Trời con đường môn đánh nhanh vãi đái luôn. À không phải. Rồi giao dịch nó nè em ơi. Ba con boss nha. Tiếp tục ba con boss nha nè. Nãy hai con này không có quốc một lông tịch tại tư kinh nữa. Nhạc hết đấy, nhạc bắn sự kiếp này nọ rồi trang sức luôn kìa. 2, 3, 14, rồi test đồ không có gì quanh vứt ra kia. Vô vị trí đi. Cho em xin cây skip à. Ok. Đợi cho cây skip cho. Đợi tí Lâm Vương ơi, đợi tí Lâm Vương ơi. Đúng chưa? Vô ơi. Chưa vô góc. Chưa luôn. Đi từ từ ấy là nó chính xác. Đứng sai góc kìa. Đúng rồi, đi từ từ ấy. Kích dùng thứ gì anh bụp, nó dăng nhiều cái tưng, dăng nhiều cái tưng là xong. Chưa được. Chưa được đâu, chết cả đám luôn ấy. Rồi ok. Ý mày. Được quá. Rồi đang một đợt này, đang một đợt sẵn luôn rồi, đang một đợt sẵn luôn rồi. Thả ít đàm ạ, đợi chút nha, đợi thả ít đàm ạ. Rồi. Boss. Báo boss là cũng nhanh chết mà. Giờ có đường môn ấy. Rồi xong, đậu xanh má người mới chết nữa. Mày làm gì cái chết hoài bà ta. Ủa sấy chết, chết nhanh nữa.
con nào đúng chứ, còn đó là nó uống chết trước mà. À, uống chết trước. À, cho đừng môn phụ đánh ra đây. Môn đánh vô phải khỏi phải bàn anh em. Cực kỳ nhanh luôn nè. Vô bộ. Ủa, nó đánh cái băng rồng nữa kìa. Thấy không? Vãi thiệt. Ôi đâu, con sao ít nữa kìa. Ôi đồ, muốn đâu nha. Ôi mà nó muốn đâu nha. Ui dạ, đâu. Rồi, thấy em ngừng đam này, thấy em phục Dự Thành đây. Thấy em phục Dự Thành đợi, thấy anh kết thúc sao? Thấy em phục Dự Thành đây. Phục Thành đây kìa. Phục Thành. Ừ, Phục Thành đây. Này đánh nhanh, Phục Thành đây. Hai con là nhiệt độ. Một con. Võ Lâm một tịch, à. Thái Võ Lâm một tịch kìa ơi. Sao rồi đấy? Ừ, có Võ Lâm một tịch. Đeo con. Có. Thế giới mà. Thế giới anh thấy vào lắm một tịch mà thế giới. Đâu quá. Có. Đó, anh giờ bài này nó báo lên rồi, chứ không phải như mấy con trước nó không báo đâu. Nè, chạy ra lấy nè. Ủa sao nó không có ta? Nó báo lên thế giới nữa. Ta nó phải báo lên thế giới nữa mới có, cái không báo đâu đó. Có mà, đủ xanh. Nè. Một cú là một tịch mà cái đủ vậy. có lấy rồi. Nó có một lần tịch một cái. À, ok, có một lần lần tịch. Nhặt rồi anh em, nhặt rồi anh em. Có cú một lần tịch mà đủ vậy. Ngon lành cành đàn rồi, tiếp tục. Nhặt tiếp. Siêu phẩm nó một, nhặt tất cả. Lớn. Gì đây? Tại thì cân nữa hả? Ừ. Đâu? Báo rồi. Đâu? Một ô. À, tại thì cân nữa. Trời ơi. Một bộ này mà. Trời ơi, thôn. Thôn quá. Còn gì nữa không? Xì kiếp này nọ nhiều lắm anh em ơi. Hình xui, nhân phẩm. Xì kiếp. Xì kiếp có gì ạ? Sốt này. Xì kiếp loài sắc. Đủ sinh lực, lực cao luôn, ngon nha. Có sinh lực cao này, hai cái sinh lực cao luôn. Ôi, hàng về. Hàng về. Ai, hàng về. Hàng về. À, quá đã luôn em, đồ cái này mà hóng gì nọ nữa thì ai bành anh em. Hàng về luôn nha anh em. Hàng về tao nói rồi. Xếp 12 nói lại khác, xếp 7, xếp 8 chứ. Sao mà dúng được. Hàng về anh em. Hàng về. Rồi còn con cuối cùng. Rồi vô gấp ngay thẳng con cuối cùng nữa anh em ơi. Hàng về, còn con nó đánh khá là nhanh anh em. Hôm nay có đường môn phụ đánh rất là nhanh luôn. Thiên nào lên lại phụ đánh nhanh lẹ này. Đánh được môn ra đánh em lẹ lên lại đúng rồi. Ok. Để hỏi biết ở dưới. Biển kính nâng hoang vu, ta tơi đau đầu hoa, làm cho. Hàng về. Một cái hút nỗ lực năm nữa nha anh em. Chà ơi, cái này mà về đường môn nữa ai chịu nói. Hóa gì là nó nữa ai chịu nói anh em. Từ á, đồ con xanh xanh bị sai góc rồi ta. Đứng loạn quá. Đợi tí, đợi tí. Đứng con ngờ mọc không? Đứng con ngờ mọc đứng xa ra chứ đánh được bình thường. Ừ. Ngờ mọc là nó cháy cái chiều chín ít là mình chết hết rồi. Còn mấy con ngờ kia nó cũng còn vô rừng hết rồi. Rồi ok. Thả tiếp tục con tiếp theo nè em ơi. Còn con cuối cùng.
Chị ấy. Hồng Mộc. Ok, cuộc sáng ngày 10 tiếp tục anh em ơi, làm con cuối cùng anh em ơi, một bộ vào lòng tật tới cân rồi. Hàng về, hàng về. Rồi, tính ra con này nó yếu hơn mấy con trước nha kìa. À, không phải, không phải, đam như nhau không phải yếu. Nó như nhau, cũng có mười mấy 20k à. Buồn mới lên được 37k. Còn đường môn phụ vô nữa mới lên 60k. Hàng về anh em ơi. Một cái sự kiếp anh em thấy không? Đồ hút nội lực. Hút lực 5 nữa trời ơi. Chiến nó nữa. Đánh đường môn đi chan nữa ai chịu nói anh em. Ok anh có nhận cái skip rồi em ơi, tí nên cho chưa. Rồi, giờ cho đường môn phụ đam rồi nè. Cho đường môn phụ đam rồi nè. Vô. Đường môn đánh thì phải cực kỳ nhanh luôn nè. Đánh đam. Đúng rồi, tầm này không bên tiếp thôi nè em ơi. Phi tiêu phi đao cũng được. Cầm đi chan được hết. Nó càng tốt. Rồi tí là hóng lần này kiếm cấp 10 đó nè em ơi. Đợi lần kiếm cấp 10 đó. Ồ như bị lắc đam hay sao ta. Đánh không trúng nó luôn trời. Giao dịch bộ và lắm một tật 3 nè anh em. Xì kiếp nữa nè anh em. Hàng hot nè anh em. Ba thiết thoáng một bộ và lắm một tật này. Một hút nguồn lực nam này. Hello Nguyễn Như Tiến luôn nè mới vô nha. Hàng về nha anh em. Nhân phẩm. Đâu phải muốn là được. Nó phải muốn là được anh em. Nhân phẩm cả. Ồ con này coi như mình búp nó không trúng sao ta. Đánh cho nó lên đam ta. À lên rồi này, bốn mấy cao này. Này không có nhẫn anh em ơi, này không có nhẫn ngọc bội, không có. Như fit rồi, không thấy nhẫn ngọc bội. Hôm nay cái 4 là no 1 anh em. Anh em không có đâu mà server này anh em không có đâu nè. Ý trời luôn anh em. Đó, hón nỏ là easy luôn anh em. Cắn luôn nha anh em, cắn luôn vào lục tận luôn nha. Tay thì kinh chứ. Cắn, đó. Vài cú nữa mắt tại thì kinh vào lắm một tật luôn em. Ếch này chuẩn bị mắt vào lắm một tật. Mắt vào lắm một tật lâu rồi. Còn thiếu tại thì kinh thôi. Tại kinh Khải cố gắng đấu giá thêm 2-3 cú nữa mắt rồi nè. Cái đường môn này mắt toàn tập rồi. Vừa mua đó nè. Chỗ hữu xanh bằng nhiều thông kinh nhiều vậy đấy. Rồi ngừng đam đường môn này. Ngừng đam đường môn này. Tối anh em ơi, tối quất sớm 10 con boss nữa nha anh em. Tối nay sau hoạt động phải quất sớm 10 con boss nữa nha anh em. Kiếm cuốn vào 5 tận nữa coi. Kiếm cuốn vào 5 tận nữa coi. Đang bói đồ xếp được bánh 12 anh em. Này anh em. 3 này. 3 này. 3 này. 3 này. Đó, cái đao độc sắc. Đủ sao không hết đam rồi. Chết bót. Đi đây. Chết mày sao không thấy gì ta, không thấy báo luôn anh em ơi. Một phẩm của người khác à, con thiếu nhận được thôi, đường môn không nhận được. Một bao là hãng. Ôi, con này sắp mạnh rồi anh em, toàn không có gì luôn. Con này không có gì luôn. Xì kiếp này, ngập bội này. Xì kiếp này. Gặp được em
Ô, này được gì đây? Này xịt đây. Xì kiếp này. Ok. Tiếp tục. Ngọc bội thăng lô 11. Dày. Chúng không có gì này mà. Có gì khả cho anh em xem. Thằng ba cái rác này này mà. Rồi, thùng rác này. Rồi, nãy ai xin xì kiếp đâu? Về đây cho này anh em. Thành đồ đông đây, thành đồ đông đây. Ok, ok anh em ơi, chốt lại nãy đánh boss thì được ít đồ anh em à. Một cái gia truyền may mắn 2. Một gia truyền may mắn 2, chắc cái này cũng được tầm vài kim. Khoảng chân kim. Rồi ngọc bội may mắn 2, khăn lôi, cái này chắc được hơn kim. Tầm kim. Và long tịch 3 kim. À, 3 thiếu tháng 1 kim là 4 kim. Xì kiếp này, phoi này bèo lắm cũng phải 4 đến 5 kim. Chung là hết 3 lần bài boss lại 10 cái bài boss kia thì bay khoảng tầm hơn 4 năm kim đi, cả tiền vạn là 4 kim đi. Thu lại gần 10 kim nè, ngon anh em ơi, lời nè mà. Lời nè mà, ghè đâu gì cho anh em nhum xu này. Thành đồ đông. Lời nè. Lời. Đồ một cuốn long tịch tại địa kinh. Lời. Thành đồ đông. Lời nha anh em. Đó, ra khơi 20 con boss anh em. Lời liền anh em. Rồi tối nay ra khơi tiếp. Tối nay ra khơi tiếp. Dạ anh em ơi. Sao khoảng 13 rồi. Cái này xàm xàm chứ. Ừ. Giờ đi anh em ơi. Rồi. Ok. Thì kiếp rồi nè. Rồi đánh cấp 10 là hợp lý. Lấy quỷ online không ta? Rồi lấy quỷ. Lý quỳ ơi, lô lô. Dạ. À, bán em 3 phổ kiếm nè anh ơi. Từ, đang tổng kiếm, không biết đủ 3 phổ kiếm không? Chắc đủ quá.